Chàng trai 40 tuổi thừa nhận từng không biết quản lý tiền bạc nên đang xây dựng lại từ đầu. Điều này khiến đàn gái được ghép đôi thẳng thừng chê anh chưa chín chắn, từ chối hẹn hò dù Quyền Linh ra sức nói đỡ. Tập 978 bạn muốn hẹn hò lên sóng là màn mai mối của Quyền Linh, Ngọc Lan dành cho cặp đôi Lê Nhật Giang, 40 tuổi, Bảo Trì Điện và Lê Kim Liên, 39 tuổi, buôn bán. Cả hai đều sống và làm việc tại Bình Dương. Nhà trai giới thiệu anh là người cần cù, siêng năng, hiền, dễ tính nhưng lại không ga lăng, khả năng giao tiếp kém, chậm chạp. Trước đây, anh có hai mối tình, dài nhất một năm và mối kia chỉ một ngày. Nhật Giang kể thêm, tôi gặp cô ấy trong đám cưới của một người bạn, được giới thiệu rồi làm quen. Quá trình theo đuổi thì nhiều ngày, dù cách nhau 50 km nhưng ngày nào tôi cũng chạy đến nhà người đó. Lần đó cô ấy nhắn tin lúc 4 giờ sáng và nói em đồng ý làm bạn gái anh, nhưng anh hạn chế đi qua lại vì sợ anh mệt, tháng chỉ gặp vài lần thôi. Tôi mới nhắn lại là để anh suy nghĩ lại rồi chiều anh trả lời. Đến khi tôi nhắn lại thì người ta nói thôi em suy nghĩ lại rồi, mình chia tay đi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu lý do chia tay nên tôi nhớ hoài. Trong khi đó, Kim Liên đã đổ vỡ hôn nhân cách đây 7 năm. Chưa có con. Đàn gái tâm sự chồng cũ khá vô tâm, cô từng bệnh suốt 10 ngày nhưng người kia không hay biết dù sống chung nhà. Sau chia tay, cô bị hụt hẫng nên dù có nhiều người theo đuổi vẫn chưa thể mở lòng. Đến với chương trình, Kim Liên muốn tìm được người có ngoại hình ưa nhìn, biết quan tâm, nhanh nhẹn, ga lăng. Còn hình mẫu của đàn trai là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, vui tính và chững chạc. Khi mở rào gặp mặt, Nhật Giang hỏi đối phương có quan trọng chuyện người đàn ông phải có sẵn kinh tế hay không. Đáp lại, Kim Liên bày tỏ cô không đặt nặng, chỉ cần người kia có ý chí, cùng nhau cố gắng là được. Lúc này, đàn trai mới trải lòng về quá khứ, thừa nhận bản thân từng không biết sử dụng tiền bạc hợp lý nên cần người biết quán xuyến, chi tiêu để xây dựng gia đình. Anh kể thêm, ngày xưa anh từng để dành được một số tiền rồi lấy mua xe, mua phương tiện này kia. Anh cũng có nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, buồn quá nên tiêu xài hết, giờ mới làm lại từ đầu. Nghe được điều này, Kim Liên tỏ ra đắn đo về độ chín chắn của nhà trai. Cô thẳng thắn rằng anh đã ở tuổi 40 nhưng vẫn chưa biết cách sử dụng tiền bạc thì không phải mẫu người mình đang tìm kiếm. Em muốn tìm người chững chạc, trưởng thành. Em cần một người bảo vệ, lo lắng chăm sóc cho mình nhưng anh ngược lại với những tiêu chuẩn em mong muốn. Thứ nhất là sự nghiệp cũng chưa có, thứ hai là tới tuổi này mà anh chưa biết cách quản lý tiền bạc, cô nói. Lắng nghe câu chuyện, Quyền Linh và Ngọc Lan cũng lên tiếng nói đỡ cho đàn trai. Theo nam MC, khi đàn ông buồn, họ thường sống bất chấp, không có mục đích. Anh mong cô gái có thể cho đối phương cơ hội và đàn trai cũng sẽ cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này vẫn không đủ để thuyết phục Kim Liên chấp nhận Nhật Giang. Chính vì thế, ở phút cuối cô quyết định từ chối bấm nút hẹn hò. Dù tiếc nuối khi mai mối không thành nhưng Quyền Linh cũng tôn trọng quyết định của Kim Liên và chúc cả hai sớm tìm được hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.